Hello, em xin chào tất cả anh chị em nhé. Hôm nay em chia sẻ với anh chị em về cái chu kỳ cũng như là cái thị trường bất động sản ở ngoài Đà Nẵng anh chị em. Thì năm 2023 anh chị em và gần hết năm 2024 này á, thì thị trường ngoài Đà Nẵng ấy là cái phân khúc là căn hộ dòng tiền, khách sạn dòng tiền, những cái mà bất động sản phân khúc dòng tiền và nhà mặt phố kinh doanh buôn bán anh chị em. Nhà nhu cầu thực ở những cái quận trung tâm Hải Châu và Sơn Trà, quận Ngũ Hành Sơn ấy, sát với biển Mỹ Khê anh chị em, thì giao dịch nó rất là nhiều luôn anh chị em ạ. Và thì dự kiến á, sang năm thì cái phân khúc là đất nền dự án ven trung tâm của thành phố Đà Nẵng anh chị em nhá, cách trung tâm thì tầm độ khoảng 3 đến 6 km thôi, thì sẽ có rất là nhiều cái sóng đó anh chị em ạ. Thì anh chị em nào mà có nhu cầu đầu tư ấy và mua bán bất động sản ở thành phố Đà Nẵng á, thì cứ liên hệ trực tiếp với em để em tư vấn anh chị em nhá, em hỗ trợ tìm kiếm định giá đàm phán bất động sản ạ. Em chuyên khu vực bên này, anh chị em cứ alo trực tiếp với em để làm việc thôi anh chị em nhá, uy tín. Giúp đỡ anh chị ạ. Em xin chào và hẹn gặp lại nhá.